Trong thời gian vừa qua, tại một số khu vườn nhà của người dân ở thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xảy ra hiện tượng sụt lún đất bất thường. Tình trạng sụt lún đất xảy ra ngày càng nhiều và khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đây là vườn nhà hộ ông Nguyễn Hy. 6 tháng trước, trong vườn bắt đầu xảy ra hiện tượng sụt lún đất. Cho rằng có thể do sụt tổ mối nên ông không để tâm. Tuy nhiên gần đây, tình trạng sụt lún ngày càng nhiều hơn. Hiện đã có gần 20 hố sụt lớn nhỏ với đường kính từ 0,5 đến 3 mét. Hoang mang và lo lắng trước hiện tượng bất thường, ông Hy đã làm đơn trình báo lên chính quyền địa phương để kịp thời xử lý dứt điểm. Hai tháng gần đấy thì các cái hố nó sụp xuống càng lâu càng nhiều. Và cái lúc mà nhiều nhất là tới 15-16 lỗ thì gia đình quá hoang mang và đã làm đơn trình cho ủy ban để xin ủy ban giúp đỡ để tìm ra cái lý do. Hiện tượng sụt lún đất nói trên xảy ra ở một trục dài bắt đầu từ nhà ông Hy và kéo dài khoảng 100 mét, rộng trên 10 mét. Tại vườn nhà ông Nguyễn Anh Tuấn cũng phát hiện có các hố sụt sâu cạnh mép nhà. Ông Tuấn cho biết, năm 1990, gia đình ông có thuê thợ đào giếng lấy nước. Khi đến độ sâu 6 mét, tốp thợ đã đào một lỗ nhỏ để thử thăm dò. Từ lỗ khoan thăm dò, cột nước phụt lên khá mạnh. Tuy nhiên, nước đen như than, không sử dụng được. Qua cái kiểm tra thực tế thì chúng tôi thấy là hiện nay trên cái vườn hồ của gia đình, của một hộ gia đình thì có cái hiện tượng sụt lún khoảng 15 đến 20 hố lớn nhỏ. Và vấn đề này thì trách nhiệm của huyện sẽ có cái báo cáo về lãnh đạo cùng các cấp để có cái nghiên cứu khảo sát để tìm ra cái nguyên nhân việc sụt lún để giúp cho người dân an tâm trong cái việc mà hiện nay cái tình hình sụt lún trên địa bàn của xã Triệu Thuận. Trước hiện tượng lạ làm nền đất sụt lún bất thường nên người dân rất hoang mang. Chính quyền địa phương và các hộ gia đình rất mong ngành chức năng, cơ quan chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp giúp gia đình ổn định cuộc sống.